xin chào cả nhà nhé hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách mà mình uh, tóm gọn cái kiến thức để mà chia sẻ cũng như là ghi nhớ uh, một cách uh, nhanh nhất và ghi nhớ sâu cái những gì mà mình đã được học uh, bằng cách là vẽ sơ đồ tư duy nhé đây như các bạn uh, đã thấy mình đang cầm trên tay một cái uh, sơ đồ tư duy uh, mình vẽ về cái chủ đề là bí quyết bí kíp để chọn cái uh, sản phẩm À, chọn đúng cái sản phẩm để kinh doanh online nhé. Thì để mà vẽ được một cái sơ đồ tư duy như thế này thì cái mình cần chuẩn bị đó là về cái nội dung mà mình cần chia sẻ này, nội dung mình chia sẻ này, thế là chọn được các cái từ khóa liên quan đến cái nội dung đấy này. Thứ hai là mình cần chuẩn bị giấy và bút đấy. để để mình vẽ nhé. À, để vẽ được sơ đồ tư, tư duy tức, trước tiên là mình cần lựa chọn được cái chủ đề mà mình cần à, cần uh, cần uh, cần học nhé cần học và chia sẻ nhé ví dụ như đây là mình để ở trung tâm Cái chủ đề mình luôn để ở trung tâm thứ hai là uh, từ cái chủ đề trung tâm đây mình tìm các cái từ khóa chính để vẽ thành các cái nhánh lớn đây các cái nhánh lớn trong cái sơ đồ này của mình thì có 5 nhánh lớn nhé là có 5 có 5 cái bí kíp để chọn uh, chọn được đúng cái sản phẩm kinh doanh này ví dụ bí kíp thứ nhất là Uh, cái sản phẩm này phải dễ dàng marketing được internet internet nhá thứ hai là không được vi phạm về uh, về về đạo đức và vi phạm pháp luật thứ ba là dễ dàng tiếp nối với một chuỗi các sản phẩm thứ tư là sản phẩm này phải có USB và thứ năm đấy là là giải quyết được triệt để uh, vấn đề của khách hàng đấy từ năm cái ý chính này thì mình triển khai sang các cái ý phụ nhỏ hơn các ý phụ này sẽ là là cái nội dung để bổ trợ cho các ý chính này nhé đây các cái ý phụ này thì mình vẽ các cái cái đường nó nó nhạt hơn đấy đơn giản hơn hoặc mình có thể vẽ bằng cái màu bút khác nhá đấy đấy các bạn thấy là ví dụ như là cái sản phẩm của phải có USB nó có các cái nhánh nhỏ bổ trợ ví dụ như là giá thấp hơn này hay là chất lượng cao hơn bền hơn có nhiều tính năng kết hợp hơn đấy ví dụ như thế các cái ý nhỏ này nó sẽ bổ bổ trợ cho các ý chính là à, sản phẩm nó phải có USB đấy cái các cái ý chính thì nó đều nó được tô đậm hơn này đấy nó tô đậm hơn và nó xuất phát từ cái chủ đề đi ra và các cái ý phụ nhỏ hơn thì sẽ xuất phát từ ý các cái ý chính này đấy thế thì để mà vẽ được một cái sơ đồ như này thì mình chỉ cần làm các bước đấy là chuẩn bị giấy bút và thứ hai là thứ ba là cái nội dung mà mình cần chia sẻ nhé mình phải tìm ra được các cái từ khóa chính để bổ trợ cho nó liên quan trực tiếp đến cái chủ đề mà mình mình muốn nói Đấy, để mà khi mà mình có mình nhìn vào cái sơ đồ tư duy này mình có thể nói ra được cái nội dung của cái chủ đề mà mình muốn nói tới. Đấy, thì cái cái việc mà mình tóm lược cái nội dung của bài học nó thành một cái sơ đồ tư duy như thế này ấy thì nó rất là tiện cho cái việc mà sau này mình có thể phát triển nội dung lên để tạo thành một cái video này, thứ hai hay là một, một cuốn ebook để có thể chia sẻ cho người khác thế đây là cái cách mà mình tóm lược cái kiến thức rất là nhanh bởi vì cái bản chất là cái não của mình ấy thì nó 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 tiếp thu nhanh uh, bằng hình ảnh bằng các cái từ khóa chính hơn là so với việc là mình uh, mình mình đọc một đoạn uh, nội dung rất là dài rất là khó nhớ phải không ạ nó không có một cái mối liên kết nào hết thì Não nó rất là khó nhớ. đấy thì đây là cái cách mà mình tóm được nội dung và để mình học uh, kiến thức một cách nhanh nhất và nhớ được sâu, dễ dễ dàng phát triển thành uh, các cái nội dung khác như là làm video hay là hay là viết ebook nhé. đấy thì đây là cái cách rất là đơn giản để mọi người có thể uh, mọi người có thể uh, tự sau cái buổi học này mọi người có thể tự vẽ cho mình uh, những cái sơ đồ dựa trên cái nội dung mà mình muốn truyền uh, đạt nhé và thế ông, nếu như mọi người thấy cái video này uh, video này hữu ích thì uh, uh, subscribe my channel và theo dõi các cái video tiếp theo của mình nhé xin chào